Hôm nay dì Bảy đi cắm câu kiếm cá về nướng ăn. Các bạn và các cháu nhớ ủng hộ kênh của dì Bảy nha. Chào các bạn và các cháu nha. Dì Bảy nãy giờ cầm lâu rồi giờ đi dở. Nhớ nha, nhớ ủng hộ kênh cho quê dì Bảy nha. Các cháu các bạn. Có gì vậy thì cỏ chứ dễ nuôi cá nhiều dữ lắm. Quả cầu đi quá, sẽ té xuống quá. Chết cha. Trời cha. Cái đục. Nó chết hồn, chết hồn, chết hồn. Ôi trời, cái cầu ghê quá. Rồi, bốn con. Vô mà nướng cho cháu mình ăn thôi. Ôi nè con. Nè. Đi con. Đi. Rồi thôi lấy. Cá nãy vậy đủ lớn rồi giờ lấy làm sạch sẽ và cho tiêu nha. Tiêu các bạn. Xong rồi đẩy ra khóa tiêu. Xin chào mọi người nha. Thì đã đến với kênh dì Bảy miền Tây, dì Bảy miền Tây của hai bà cháu mình. Dạ. Hôm nay hai bà cháu mình sẽ là ăn cơm với cá nha mọi người. Đây. Cá dì Bảy đi đổ giớn lên hoặc là đổ giớn bây giờ kho rồi. Okay. Có cay lắm không ngoại? Có cay dữ lắm. Này ui ngoại ăn nha. Cơm nữa đây bây giờ. Ồ, ngoại bớt nhìn con đi, con khui xì chim nhà ăn mới đã.
trái chín chưa mẹ? Gửi cho con đi. Cay quá, mà ngon vậy. Mọi người nướng, mọi người làm theo cách này rất là ngon nha. Ngon quá. Cơm nhất bạn được. Ngon quá mấy bạn ơi. Mình thấy nhớ heo cách này ngon hơn nhiều luôn á. Có chơi có phải ăn à? Có phải ăn nè. Cá khô khô ngon quá. Con còn một đĩa rửa cát ra nè. Con rửa không được. Đấy chứ con. Đi lên trang nào vậy? Đi lên trang nào? Đi lên trang nào vậy ba? Không biết. Cát khô. Cá khô màu quá nè bạn, lớp bớt luôn. Cá khô nè, nấu lớp bớt luôn nha. Kế cho con đi. Đây cho các con á. Xin chào các bạn, đây là cháu nha. Hẹn gặp lại. Nhớ ủng hộ kênh có gì đấy mình tay nha. Cảm ơn các bạn nha. Đi đổ giớt lên. Thật là đổ giớt bởi giờ kho rồi. Có cài lắm không ngoại? Có cài, dễ. Này, có gì ngoại ăn nha. Cơm nữa. Đây, bởi giờ. Ngoại bớt nhìn con đi, con khui xì chim ra ăn với mẹ.